Con chào cô, hôm nay con là báo cáo về đọc sách đợt thứ tư. Đây là cuốn sách còn làm smartphone của mẹ. Còn làm smartphone của mẹ thì nó có dịch giả là Hạ Mai. Con muốn làm smartphone của mẹ. Bé có thể xếp hình rất giỏi, nhưng khi cất tiếng gọi mẹ ơi nhìn con này thì mẹ không hề thấy tiếng bé gọi mà chỉ tập trung vào chiếc điện thoại thôi. Trời ạ, mẹ còn ngoáy mũi nữa chứ. Này đây. Mẹ bắt đầu xem quảng cáo trên tivi rồi lại đến điện thoại. Mẹ bắt đầu xem tivi rồi lại tiếp tục xem tivi. Nếu em khóc, mẹ sẽ chăm em. Điện thoại, tivi, em bé. Điện thoại, tivi, em bé đến bao giờ mẹ mới xem xếp hình của con chứ? Thử đã vậy thì con sẽ tức giận cho mẹ xem. Mẹ hỏi gì con cũng sẽ nói không biết luôn. Này Kantaro, con không biết. Mẹ chỉ gọi Kantaro thôi mà. Con không biết gì vậy? Con cũng không biết. Vậy con không muốn ăn bánh kem hả? Con không biết nhưng con vẫn muốn ăn ạ. Nhưng trong lúc Kanruto ăn bánh kem, mẹ vẫn xem điện thoại suốt thôi. Bé tức giận ném vỡ chiếc điện thoại của mẹ. Xem kìa, sao con lại làm thế hả? Để là chẳng chịu. Chẳng chịu. Ở đây trang lúc nãy đã đọc. Bởi vì mẹ không chú ý đến con, vậy thì con cũng không được nói như thế chứ. Gọi mẹ một tiếng không được hả? Con gọi rồi mà. Mẹ có nghe thế đâu, lơ lơ. Mẹ giận con rồi chứ gì, cái gì hả? Thế con gọi mẹ là Gorilla được không ạ? Không được gọi như thế. Sau đó Kento bắt đầu lấy thùng cắt tông ra làm cái gì đó. Ồ, đây là gì thế? Con đang làm gì vậy? Con đang xây dựng một đất nước. Lật đổ mẹ. Đây.
Nơi đây là đất nước không thể sử dụng điện thoại di động. Tại sao sóng điện thoại không thể xâm nhập vào đây được? Thùng cát tông kỳ diệu đến vậy à? Này, nếu mẹ mang điện thoại di động của đất nước con thì sao? Dĩ nhiên là mẹ sẽ bị giật điện bởi tia laser rồi biến thành hamburger thịt nướng luôn. Hôm nay là mẹ đã hỏi con trước đó. Em bé và tivi cũng không được phép bước vào đây. Tại sao? Tôi không thể nói cho mẹ được, đó là bí mật quốc gia. Mẹ cứ thử bước vào xem. Mẹ liền đặt em bé xuống giường, tắt điện thoại di động và tắt tivi. Nào, mẹ có thể vào đất nước của con được chứ? Mẹ ơi, mẹ hãy nghĩ đến Cantaro nhiều hơn. Mãi mãi yêu con nhé. Một giọt nước mắt lên trên má Cantaro nhưng mẹ lại không nhìn thấy. Ngày hôm sau khi về đến trường mẫu giáo, giờ tan học để sau khi kể chuyện nếu trở thành người lớn, cô giáo hỏi các bé rằng nếu trở thành người lớn các con muốn làm gì nào? Dạ, con muốn trở thành chú lính cứu hỏa bởi vì bố con cũng là lính cứu hỏa. Dạ, con muốn trở thành cô dâu bởi vì con muốn mặc chiếc váy cưới thật xinh ạ. Còn con muốn trở thành bầu ngực của mẹ bởi vì lúc nào con cũng thèm tim mẹ ạ. Tới lúc cô Cantaro bé nói con muốn. Con muốn để tao đi tôi. Con muốn trở thành chiếc điện thoại của mẹ. Có một bạn trong lớp nói không thể nào. Nghe vậy cô giáo mới hỏi bé, tại sao con lại muốn trở thành chiếc điện thoại của mẹ vậy? Cantaro bởi vì mẹ lúc nào cũng nhìn vào điện thoại nên con muốn trở thành điện thoại. Mẹ lúc nào cũng xem tivi nên con muốn trở thành tivi. Mẹ chỉ quan tâm đến em bé nên con cũng muốn trở thành em bé. Nhưng thực ra thật lòng con muốn mẹ chú ý đến con biết mẹ luôn cố gắng dọn dẹp nhà và nấu cơm. Cơm có những khi cô đơn mà không dám nói, như khi mẹ không quan tâm đến con, cảm giác giống như mẹ không cần con vậy. Con ghét trở thành một đứa trẻ, ghét người mẹ yêu quý của mình. Vì thế con muốn trở thành chiếc điện thoại của mẹ à.
Lúc đó mẹ đến đón bé về nhà. Đây mẹ nè, mẹ đây. Cô ơi, đây là mẹ này. Đây là mẹ đấy cô. Từ giờ trở đi trước mặt Kantaro mẹ sẽ không xem điện thoại nữa, cả tivi cũng thế, còn em bé mẹ và Kantaro sẽ cùng nhau chăm sóc em được chứ? Vâng ạ. Vâng ạ. Kantaro Kantaro cứ lặp đi lặp lại. Vâng ạ. Vâng ạ, không biết bao nhiêu lần và mẹ thành thật xin lỗi, mẹ yêu Kantaro nhiều lắm, mẹ chỉ cần hiểu điều đó thôi. Con chỉ cần hiểu điều đó thôi Kantaro, một lần nữa bé lần này. Vâng ạ, không biết bao nhiêu lần. Con đã đọc xong câu chuyện con muốn trở thành smartphone của mẹ. Đây là báo cáo thứ tư, là báo cáo đọc sách của con. Con chào cô ạ.